Báo cáo các cụ, đây là hàng âm dương, mộc âm dương, mộc tinh nha. Màu cao, màu dài, âm dương, âm dương. Chào mà mộc dở nha, vừa thay lông xong vẫn còn lông măng ở má. Đấy. Và bên này một em hoát đi quan, đây là một em trầm màu nó gọi là chim con cuông, chim Tân Kỳ Nghệ An nhé. Đây nhiều hàng này mới là hàng siêu yếm. Con khắc khéo nó ra rệt lòng đúng không? Ngoài lòng đưa đến kiểu điểm nó có là một điểm lóng rồi nhung. Bóng bộ khá là to dài, cầu cánh mỏ nha. Môi cùng nó môi một loại môi thôi.
Đấy, hôm nay mình vào bắt con đấy con gì đấy. Con mồi thực sự.